Cho nên để mình hiểu được cái tam bảo là cao quý lắm. Sự xuất hiện của Đức Phật nơi nào có thánh pháp và nơi nào có chúng tăng, nơi đó rất là quý báu. Mình chỉ nhìn thấy được những cái chúng sanh mà mình thấy, còn có nhiều chúng sanh mình không thấy. Những chú rắn, rắn độc, không biết đến hướng về pháp. Những con voi, không biết lễ lại chư tăng. Những con chuột, con mèo. Có những cái loài súc sanh có cái tánh linh đó, thì vẫn quy hướng tam bảo, chánh pháp. Mình con người mà mình không biết hướng về chánh pháp thì rất là ổn. Chúng ta ngồi hình trái tim. Đẹp không? Tự nhiên thành hình trái tim. Trái tim này là trái tim của từ tâm, của tình thương. Con chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Mấy chú chuồn chuồn này cũng biết nghe pháp. Các chú chim, các con sâu. Hồi nãy con chú sâu bò lên trên người con rồi con phủi xuống. Nếu mà chú không có làm ngứa đó thì con cũng để cho chú bò, nhưng mà chú ngứa cho nên con phủi xuống, hồi chú bò lên nữa. Bây giờ con nói thí dụ nha. Mình đi kiếm miếng ăn mà mình bị người ta giết mình có đau khổ không? Mình có oán hận không? Mình chỉ đi kiếm miếng ăn thôi. Mình có oán hận, mình có đau khổ không? Cho nên con mới nghĩ cái con muỗi nó đi kiếm ăn. Máu của mình là thức ăn của nó. Nếu mình đặt mình vô thì mình không có nỡ giết nó. Tội nghiệp lắm. Nó cũng là nó đói nó đi kiếm ăn thôi à. Nhưng cái nghiệp của nó là đi hút máu. Cũng giống như mình đi kiếm món ăn vậy. Mà nếu mình bị người ta giết, chẳng hạn như mình lại mình đói quá đi, rồi mình thấy cái món đồ ăn của người ta vậy đó, rồi mình lấy mà mình bị người ta giết ngay tại chỗ, mình đau khổ, mình oán hận không? Thì cũng vậy đó, con muỗi nó đi kiếm ăn. Nếu mình đặt mình vào nó đó, mình thương, mình mới có từ tâm với nó. Thí dụ nó cắn mình ngứa quá rồi mình đuổi nó đi, đừng giết nó. Dưới thớt con kiến nhiều lắm. Kiến dữ lắm, để cái gì kiến cũng bu hết. Sau này con mới suy nghĩ. Nó cũng đi kiếm miếng ăn thôi mà. Mình đồ ăn dư giả, mình ăn không hết, có khi mình bỏ nữa. Bây giờ nó lỡ nó bu vô cái đồ ăn đó rồi, thì con để nguyên cái dĩa đồ ăn đó ra phía ngoài cái cửa để cho nó ăn. Nó đi kiếm ăn mà, cũng như mình cũng đi kiếm ăn vậy. Nhiều khi mình giết cả trăm cả ngàn con kiến, nhưng mà cái đồ ăn đó mình cũng bỏ, nhưng mà mình phải giết. Có không quý vị? Có không? Tội nghiệp lắm. Nó cũng giống mình đi kiếm miếng ăn mà. Sao mình không hiểu và thương, tội nghiệp cho nó. Nên lúc đầu á thì con cũng đuổi đuổi, nhưng mà sau này con suy nghĩ lại, con nghĩ thôi tội nghiệp nó quá, mình đồ ăn mình dư có khi mình còn bỏ nữa. Mỗi khi nó bu cái gì là con để nguyên dĩa ra ngoài trước cửa đó,
con để đó cho nó ăn. Đó cũng là bố thí. Ở trong kinh phân biệt cúng dường Đức Phật nó cho súc sanh ăn á. Con nhớ không chính xác, hình như được 100 lần hay là 1.000 lần vậy công đức á. Ví dụ mình cho một chén cơm nhưng mà sau này mình sẽ nhận lại được 100 hoặc 1.000 chén. Trong kinh phân biệt cúng dường, Trung Bộ Kinh. Ở nhiều khi cái tự tâm không có phải gì lớn đâu. Cái rất là nhỏ. Chú này rất là có địa vị trong xã hội rất là lớn. Chú dạy con chú á, khi con vào mà con rửa mặt mà con thấy con kiến ở trong cái bồn rửa mặt là con phải tránh ra, đừng có rửa, dội nước như vậy nó sẽ chết. Thì chú dạy con với con còn rất nhỏ, hướng dẫn cái tâm từ. Chú muốn hướng con mình đi xuất gia. Là chúng ta nhiều khi người lớn vậy đó mà nhiều khi mình không để ý ấy, có khi mình thấy gì cái mình dội hết chết cả trăm cả ngàn con. Lâu lâu có không? Có không? Mình không có lòng từ, mình không có tình thương. 100 sinh mạng, 1.000 sinh mạng chỉ vì một cái gáo nước vô tình của mình, vô cảm. Cho nên mình hiểu ra rồi đó, mình mới thấy là cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái bệnh tật của mình mang đó, nó không phải là vô duyên vô cớ. Nhiều lắm, con nghe và chứng kiến rất là nhiều. Có những vị trình pháp đó là hồi còn trẻ, còn nhỏ, là hay bị bắt mấy cái con cào cào cháu cháu vậy đó, rồi xong bẻ tay bẻ chân đó chơi đó. Đây nó làm niềm vui. Ở đây mình hồi lúc còn nhỏ có ai chơi cái này không, là mình đi bắt mấy con cào cào cháu cháu, mình bẻ chân bẻ tay, có khi mình ngắt đầu. Và cái vị này sau này lớn tuổi đó, tu học rồi đó, thì suy nghiệm suy xét quán chiếu mới thấy hồi xưa đó mình làm vậy đó, bây giờ bị bệnh tay chân đau nhức dở lên không nổi, đau xương sống, đau lưng, phải không biết bằng đau cái gì không biết mà phải bó cái tấm vô đây nè. Ai muốn gì biết đó, đau đau đó kêu bằng đau gì không? Thoát vị đĩa đệm ha. Thì nó có nhân có quả hết con thưa chư tôn chư hiền, có hết từng chút nhỏ có hết. Cái chú này làm cá, không biết lúc làm sao đó mà con cá nó dãy cái nó đâm vô trong cái tay đó. Thì thấy cũng bình thường thôi, bị đâm chút vậy rồi. Đau đau chút rồi sức sức sơ thuốc sơ xài, nhưng mà trong đó nó có những cái nó nhiễm trùng độc và phải đi đến bác sĩ là cắt luôn cái bàn tay đó. Cái chất độc nó tiết ra đó từ ở trong cái con cá đó, cắt luôn cục cánh tay luôn. Rồi có cái chú này là ở Trung Quốc đó, là chú làm rắn, chú là đầu bếp, chú làm rắn, làm cái món rắn đó mà chú
cắt cái đầu con rắn rồi, thì chú đi làm thịt cái mình á, thì chú nghĩ là nó chết rồi. Mà chú làm hồi nó nhảy qua nó phập, cắt cái đầu nó rồi. Và chú này là cái chất độc phát tác, chở đi bệnh viện không kịp, chết luôn. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Những cái sự việc mà mình nghĩ rằng là không, như trong phim, nhưng mà đó là sự thật á. Đó, cái nghiệp quả Đức Phật nói là bất khả tư nghì đó, cái quả dị thục của nghiệp là không thể nào tưởng tượng được, không thể nào mà mình tưởng tượng nổi. Ở chú này đó là hay giết những cái con chó đó, làm thịt chó, bán thịt chó đó, là chú bị chó cắn chết luôn. Còn lại có một cái người thì lại nuôi mấy chục con chó, cả trăm con chó trong nhà. Và sau này người ta thấy ổ xanh nhiều ngày không mở cửa ra mà bốc cái mùi, người ta mở cửa ra thì xác tan tành hết trơn. Cái bầy chó đó nó gặm, nó xé. Rồi cái nghiệp quả là hết sức là phải đáng sợ, phải hết sức cẩn thận. Khi mình có được cái tâm từ, có được cái tình, mình sẽ đặt đặt mình vào trong cái đối phương, cái đối tượng, cái đối tác, cái người đối diện của mình. Mình hiểu thương, mình cảm thông được. Mình ít có tạo ác nghiệp. Bớt làm khổ mình, làm khổ người. Đây, cái chú này đã làm là chuyên môn đi bắt rắn. Thì chú bắt cái con rắn, thì chú nghĩ là con rắn này không có độc á. Chú nắm cái mình, cái đuôi sao rồi chú bỏ vô cái bao. Thì nó quay là nó phập. Chú này nghĩ là không có độc, xem game bình thường thôi, nhưng mà tới khi nó phát ra rồi thì là chở đi bác sĩ không kịp, chết. Sanh nghề tử nghiệp. Những cái người mổ heo á, đồ tể đó, thì thường thường khi chết đó là họ phải để cái con dao mổ heo đó với một cái gì thố, cái gì mà để mình đựng huyết á, để ngay đầu giường. Thì họ ám ảnh, họ thấy là những cái hình bóng đó, nó đi tới, nhiều người tới đang giết. Cho nên cái nhân quả là chúng ta hồi sáng nay chúng ta học cái bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, phải không ạ? Đức Phật giải thích cái nhân quả, Đức Phật chỉ nói cái tổng quát đó, cái chi tiết nó nhiều lắm, cái nhỏ nhiệm rất là nhiều. Mình bằng cái trí tuệ mình nương theo thánh trí của Đức Phật, mình chiêm nghiệm, mình sẽ thấy ra được nhiều cái khía cạnh, nhiều vấn đề, nhiều phương diện trong đời sống này, tất cả đều không ra khỏi nghiệp quả. Tất cả đều là nghiệp là chủ, nghiệp là chủ, nghiệp là bà con, nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ dựa. Tất cả chúng sanh này, tất cả thế giới này do nghiệp quyết định. Mà nghiệp là gì? Là suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Chứ không có ai bắt mình trơn. Thành ra đó là cái tu, cái tâm thương đó, quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Tu tập từ bi hỷ xả thật nhiều. Tu thành cổ xe, thành căn cứ địa. Tu tâm từ thành thành quách vững trú. Tại sao Đức Phật gọi tu tâm từ trở thành cổ xe? Mình lên chiếc xe, mình đè cái xe máy nổ, phải không? Mình chạy đi đâu nó đi đó, phải không? Đó, tu tâm từ là gì? Mình chỉ cần đề khởi lên
cái tâm thương lên, mình khởi lên là tự động nó trào dâng, nó tràn ngập hết trơn. Và mình muốn trú trong đó bao lâu trú, gọi là tu tâm từ thành cổ xe, thành căn cứ địa. Còn mình với nhiều khi mình nói tâm từ, tâm từ nói bằng cái miệng, hoặc là trên suy tưởng là mình có tâm từ là tưởng tượng thôi à. Mình phải tu đạt được cái trong cảm thọ. Tu Nikaya là tu ở trong thọ, không phải là suy tưởng, không phải là tưởng tượng, mà nó có ở trong cảm thọ mình thấy được. Cho nên trong khóa tu là chúng con chỉ giới thiệu cho chúng ta mỗi cái pháp môn gì có một bài thôi. Chúng ta phải về lấy cái bài đó tu 8 tháng, tu 3 năm, tu 10 năm mới thành công. Chứ không phải rồi đâu con học tâm từ rồi xong mà trải tâm từ rồi là rồi, không phải. Nhớ kỹ vậy. Phải vận dụng trong suy nghĩ, trong cảm giác, trong hình bóng, trong nhận thức. Tập thương. Thương cho đến cái cọng cỏ này mình cũng thương nữa. Người ta có khoa học, ta có nghiên cứu cái cây mà mình tưới nước cho nó, mình thương yêu nó ra hoa ra cành nó tốt. Mà cái cây mà mình có khởi cái ác tâm sân hận với nó đó, là nó cũng có những cái mà cái cảm thọ rất là vi tế, nhỏ nhiệm. Thành ra thế giới này là thế giới của ngũ uẩn mà. Cho nên khi mình có được cái tâm thương rộng lớn á, mình có những cảm thọ nó vi diệu, nó tuyệt vời lắm. Mà người bình thường không bao giờ có được hết á. Chỉ có người tu mới có, mà người tu đúng chánh pháp mới có. Chứ không phải ai tu cũng có. Còn nói thí dụ như trong cái nhà đó mà nó có điện, nhưng mà mình mù mình không không thấy, mình không biết công tắc nó nằm đâu thì mình có bật được không ạ? À? Chỉ có người chỉ mình, mở mắt sáng ra rồi chỉ mình cái chỗ công tắc. Nhiều khi cái công tắc nó nằm ở trong những cái chỗ rất là khó biết, trong xó, trong kẹt, có khi âm nữa. Đó là lý do tại sao mà mình phải tìm thầy học đạo đúng chánh pháp. Cho nên mình tu được cái tâm từ tâm thương hay lắm. Tập đi, rồi bây giờ nói nãy giờ là nói những cái chuyện xa xôi một chút, con vật hay là cây cỏ, giờ mình nói cái người ở kế bên cạnh mình không thương được là dở lắm. Cha mẹ mà mình không thương được, mình không có hiểu được là quá tệ. Và bây giờ cái tệ nó rất là nhiều phải không? Phải hiếu từ. Con thường hay nói đó, mình không có hiếu với cha mẹ mình thì không có ai mà mình có thể hiếu được hết. Mình không kính thầy mình thì không có ai mà mình kính được hết. Mình không thương con mình thì không có ai mà mình thương được. Mình không có nghĩa tình với những bậc ân nhân của mình thì làm sao mà trên đời này ai mà mình có nghĩa tình được, mình biết ơn được. Cho nên một người có được cái tâm hiền, có tâm từ, có tâm biết ơn, nhớ ơn, có tâm khiêm cung, khiêm hạ, có cảm thọ ngọt ngào. Cái người này hạnh phúc mà không có thể nào mà mình diễn tả được hết á. Người này sống là cái tâm của chư thiên, thiên giới. Cái tâm lúc nào nó cũng nhẹ, lúc nào nó cũng dễ chịu, lúc nào cũng mát dịu, lúc nào nó cũng ngọt ngào, dễ thương. Tâm lúc nào cũng dạt dào, bao trùm hết tất cả mọi người. Quý vị chịu sống với tâm này không? Phải tập, phải tu, phải tập thật là nhiều. Lúc đầu thì nó khó, từ từ rồi nó ít khó, là lần lần rồi nó sẽ bình thường, cuối cùng là nó dễ, và sau đó mình sẽ tự nhiên à. Giống như lúc đầu mà mình tập lái xe đó, chật lên chật xuống, chạy da chốc dãy, nhưng mà khi mình quen rồi mình leo lên mình đèn cái thì đi thôi hả. Đó là tu tập tâm từ thành cổ xe là vậy đó. Có ai ở đây biết lái xe không? Biết không?
Biết hả? Biết lái xe không? Có ai đây biết lái xe không? Biết lái xe tâm từ không? Lái xe tâm từ dưới núi á, đủ thứ cái để cho mình trải tâm từ hết. Nếu như mà mình dễ chịu với người dễ chịu của mình thì cần gì tu, khỏi cần tu gì hết sáng. Mình phải dễ chịu được với người khó chịu. Nhất trí không? Mình dễ chịu với cái người dễ chịu, chuyện rất bình thường. Mà mình dễ chịu với cái người khó chịu, cái đây mới là tuyệt diệu. Phải tập có một cái cảm thọ thường xuyên là dễ chịu mát mẻ, thường xuyên là yêu thương tha thứ. Mình có được cái tâm này rồi đó, chồng con của mình, cha mẹ của mình tâm phục khẩu phục, kêu mình làm sư phụ luôn. Mình phải tập, không phải là tưởng mà là tập. Mình đi dự hết khóa này về mà mình không có được là uổng lắm. Về phải thay đổi. Tập xót thương. Tập xót thương, đây là tâm bi nè. Tập xót thương với những nỗi khổ của chúng sanh. Nhiều khi mình học mình nghe từ bi, từ bi, từ bi, chứ từ riêng, thương riêng, từ là riêng, bi là riêng, mà phải có nhận diện ngũ uẩn, phải có được hướng dẫn thì mình mới biết cái từ với cái bi nó khác nhau như thế nào. Từ là thương, mong muốn như người cho được vui, được an lạc, nhưng còn bi là cái tâm xót xa, đau xót, quặn lòng, không có nở. Mình tập cái tâm bi, cái tâm xót xót xa, lòng trắc ẩn, tập với những người chung quanh của mình á, cái người mà gần nhất mình á thì cần mình tu nhiều lắm. Cái người mà mình ở chung đó là cái người đó là cần mình tu nhiều lắm. Không phải tu với người dân. Mình tu với người dân giỏi mà tu người trong nhà thì không giỏi, phải vậy không à? Phải không? Nói dạ thưa thầy con ngoài sao không được hết trơn, mà sao con về nhà ổng con tu không được. Có không? Có hay không? Ngồi phía sau kìa. Đó là mấy cái mối nợ mà chủ nợ lớn mà. Mình tu giỏi, tu dở, tu sâu, tu cạn, tu được, tu mất là ngay với những người thân thương nhất của mình đó. Chứ không phải tu với người lạ. Mình có hiểu được cho họ không? Mình có đặt mình vào cái vị trí của các vị đó hay là không? Mình cứ trách tại sao cha thương người này kia nhiều, người thương con ít, tại sao mẹ lại quan tâm với chị hơn là con. Mình không có biết, không có hiểu. Tại sao vì lòng ích kỷ của mình á, năm triền cái, sự tham ái đối với chính mình, sự sân hận, nghi ngờ trạo cử, sân si của mình là che tâm mình trở thành mù lòa, trở thành yếu ớt, trở thành không mắt, trở thành không có trí tuệ. Khi mà có năm cái chuyện cái đó nó che rồi đó thì mình không có thấy sự thật, cho nên mình không hiểu. Dầu cho ở chung đầu ấp tay gối, cha sanh mẹ đẻ, ở chung 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, có khi suốt đời với nhau luôn mà không hiểu nhau. Cái này có không à? Có không? Hiểu không? Tại vì đâu có thánh thiên ngũ uẩn đâu mà hiểu.
hiểu bằng bản ngã, hiểu bằng sân si, hiểu bằng hơn thua, hiểu bằng đúng sai. Cho nên cái hiểu đó nó đưa đến đau khổ. Nếu mà mình hiểu bằng trí tuệ của Đức Phật thì hiểu đó mới đưa đến không có khổ, mới thương yêu được, hiểu thương được. Mình tập đi, tập. Tập, phải tập, phải tu, phải sửa, phải chỉnh. Tu với người thân của mình nhất á, những người làm cho mình khổ nhiều nhất á là tu với họ nhiều nhất. Chịu không? Chịu không? Cái người nào mà làm khổ mình nhiều nhất là cái người đó mình cần tu với họ nhiều nhất. Phải hóa giải được cái cảm thọ. Tại vì khổ là cấm thọ mà. Mà bây giờ cái thọ đó nó không hóa giải, không cởi mở, không tháo gỡ, không tan biến. Thì làm sao hết khổ? Giải quyết ở trong cấm thọ mà. Bây giờ thí dụ như trong gia đình mà có mình có giận ai, giờ mình phải làm sao? Mình tiếp tục ôm cái giận đó hay sao? Mình học cái này rồi đó, mình biết đó chỉ là thọ thôi à. Nên tìm đủ mọi cách mình hóa giải cái cảm thọ của mình trước. Khi mình hóa giải cảm thọ mình được rồi đó, mình sẽ giúp cho người kia hóa giải cảm thọ đó. Cho đến lúc nào mà cái thọ đó nó hết thì lúc đó cái nghiệp nó hết. Đó là Đức Phật tuyên bố trong Kinh Tạng Nikaya đó. Khi nào mà cái cảm thọ đó nó hết rồi thì lúc đó mới hết nghiệp. Con nói thí dụ ha, có những người người ta giận 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thì cái cảm thọ mình đâu có thấy phải không? Mình đâu có thấy. Nhưng mà nó có không? Rồi như vậy 10 năm đó rồi cái cục giận nó nằm ở đâu? Nó có làm cho mình khổ không nếu mình giận 10 năm? Và bây giờ nếu như chỉ cần có người chỉ cho mình cái cách mình giải tỏa cái cảm thọ đó, mình giải phóng, mình giải phá, mình thoát ra khỏi cái cảm thọ đó, hạnh phúc không? Đó là tu đó. Giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát ra khỏi cái cảm thọ giận đó, tích tắc, ngay lập tức. Đó là pháp hành của Nikaya đó. Hết giận chưa? Hết giận chưa? Hết chưa? Vỗ tay hết thì chưa? Còn giận mấy người nữa? Con cô này đó, có đứa con gái duy nhất thôi, thương lắm, mà con gái rất là hiền, rất ngoan, rất thông minh, rất đẹp. Sống có hai mẹ con thôi. Nhưng mà con gái này bất ngờ bệnh chết. Thì người mẹ này đau khổ, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng buồn, không muốn sống nữa. Những cái hình ảnh đó, nó cứ ám ảnh những cái cảm thọ đó, những cái suy nghĩ đó. Thì cô gặp con ở chùa Vũ Liên 6 năm rồi. Cô nói cô muốn tự giận luôn. Thì con chia sẻ cho cô, hướng dẫn cô và cô thoát ra được cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ đau khổ vì thương yêu nhớ con gái. Chúng ta thấy không? Thương cũng khổ đau mà cái giận cũng khổ đau. Cho nên con nói địa chỉ thường trú người tu là cái gì? Nói coi. Nói lớn lên ba lần coi.
lớn lên. Chánh niệm tỉnh giác trú xả. Chánh niệm tỉnh giác trú xả. Chánh niệm tỉnh giác trú xả. Chánh niệm là sao? Tỉnh giác là sao? Là mình biết cái đó nó làm cho mình khổ. Đừng có ôm nó vô, đừng có giữ nó, đừng có nắm nó. Đó cũng là trí tuệ đó. Thì khi mình biết đó, nó là khổ, nó làm hại mình, nó làm cho mình bất an, buồn, đau. Thì thôi mình bỏ nó, đó là trú xả. Chịu bỏ không? Chịu hay là không? Nãy giờ mình có đủ từ bi hỷ xả hết đó. Mà dưới gốc cây đó là tâm hỷ. Nãy là con nói tâm từ, tâm bi. Bây giờ tới tâm xả đó. Ta nói rầu thúi ruột. Có nghe câu này không? Rầu thúi ruột. Thúi luôn. Mà bây giờ cái đống rác nó thúi ịn ở trong nhà đó, mà không chịu hốt đem ra đổ, mà ra đổ rồi còn tiếc á, còn muốn đem chở vô, là cái người này thông minh không? Có khôn không? Có không? Có khôn không? Không khôn phải không? Mà mình có giống người này không? Nó thúi ịn hà, mà không chịu bỏ, không chịu quăng, không chịu luyện, không chịu dục, mà cứ ôm đó, đang giận. Trời đất ơi, khôn quá. Thấy chưa? Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu mà tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu, quá ngu rồi. Cứ ôm cái thúi ịn đó đó, cái thúi ịn thúi quắc đó đó, mà ôm cái đó đặng cho khổ, rồi nhai nghiến cái nỗi buồn đó đó, tối ngủ nhớ lại, rồi gặp ai mà ngồi xuống đây, ngồi cho tôi kể cho nghe. Trời đất ơi, tôi giận tới nhà ổng làm như vậy vậy nè. Nó truyền cái virus sân. Rồi mấy người ở chung phải khổ, rồi bắt mẹ cha nè nghe. Một mình mà mình nhiễm độc, rồi mà mình trúng mũi tên còn chưa chịu, mà phải lấy cái chất độc đó và đặng cho mình lan qua lây cho mấy người khác mình mới chịu. Trời đất ơi, thiệt tình. Ngu hết chỗ nói. Thương thai tâm mờ tội, chúng sanh đáng thương thai. Rồi hơn thua cũng vậy nữa. Người thân thương trong gia đình của mình, con xưa quý vị cứ chịu thua đi. Không sao hết. Có cái chuyện gì xảy ra mà hai người cự cãi nhau, dạ con chịu thua, dạ con sai, con xin lỗi. Được không? Em nhà không? Em nhà em cửa không? Đó là mình đại thắng. Mà sao cái này nói dễ nhưng mà làm không phải dễ nha. Phải thường xuyên tập cái khiêm cung khiêm hạ. Tập xả cái ngã thì mình sẽ được thôi. Không có hơn thua bất cứ một ai trên đời này. Nếu mà hơn thua với tham sân si á. Hơn thua với mạng ngã. Được không? Tao phải hơn mày. Tao phải đánh gục cái bản ngã mày xuống. Không hơn ai trên cuộc đời này, chẳng hơn cái bản ngã của mình. Đó là bí kíp đó, bí quyết đó. Đừng hơn thua với ai bất cứ trên đời này hết chứ. Hơn thua với chính mình, hơn thua với cái tham sân si bản ngã mày. Tao phải diệt mày. Tao phải thắng mày, tao không bao giờ thua mày được. Cái tâm tham ác độc này là mày bắt tao chạy hoài, tao già rồi nha, cúp bình thiết rồi. Bà già rồi, để cho bà tu, trời đất ơi. Bà sắp xuống lỗ rồi, mà tham cái giống gì nữa. Được không? Được không? Sao nhắm mắt hả? Không cười dữ vậy? Bây giờ tao gần chết, tao bệnh rồi mà mày suối tao tham dục ái hoài vậy nè. Tao phải thắng mày. Ủa cái cơn giận nổi lên vậy nè, mày đừng có xúi dại tao đốt nhà hả? Phóng quả tự thiêu hả? Ta phải thắng cái cơn giận này, ta phải dập tắt cái cơn giận này. Đó, hơn thua, giỏi hơn thua vậy đi. Được không? Hơn thua vậy đó. Hơn thua với tâm của mình. Chiến đấu với tâm của mình. Chiến thắng với tâm của mình. Đó là anh hùng. Đó, quý vị thấy không? Trên chánh điện này cái bảng nè. Đại hùng bửu điện.
là điện báo thờ bậc đại anh hùng. Mình là con Phật, mình phải tưởng anh hùng. Chứ không? Cái chánh điện ở đời bốn chữ, cái chữ tàu thấy không? Đại hùng bảo điện. Là cung điện thờ bậc đại anh hùng. Giờ mới khởi lên chút xíu thôi, mới nhìn thấy, mới nghe chút xíu thì sân rầm rầm lên à. Hơn thua thì tu với nhau mà cũng từng chút với nhau. Nhục nhã, nhục nhã, nhục nhã. Là cái tâm vậy đó, tồi bại, bẩn thỉu, ngu si. Là cái tâm, mình phải chiến thắng cái tâm của mình. Phải toàn thắng, phải đại thắng, phải quyết thắng, phải quyết chiến. Phong thần ông cũng vui rồi đó. Chúng ta thấy tu này nó thú vị không? Thấy thú vị không? Không có một cái gì mà xa xôi, mê tín dị đoan, viển vông, chừng chết mới có kết quả. Ngay tại chỗ, ngay cái cơn giận đó mà tu. Ngay cái thúc dục tham đó mà tu. Ngay cái hơn thua, một cái mà đúng sai hay dở phải quấy tốt xấu, cao thấp mình người, bỉ thử ta đây, ngay chỗ đó, nhiếp phục chế ngự đó. Hạnh phúc ngay lập tức, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời. Đến đây mà thấy. Được người trí tụi mình giác hiểu. Quý vị cứ có thể tưởng tượng nổi cái tâm của một cái người mà không có hơn thua với ai hết chứ. Lúc nào cũng hiền lành, lúc nào cũng từ ái yêu thương tất cả mọi người, khiêm cung khiêm hạ. Quý vị tưởng tượng nổi một cái tâm như vậy nó hạnh phúc tới cỡ nào không? Tưởng tượng nổi hay không? Chịu không? Tu đi, thực hành đi. Hiền hòa, kính trọng, khiêm cung khiêm hạ, yêu thương tha thứ, độ lượng, từ bi. Một cái tâm như vậy thì nó đẹp. Hoa hậu Hoàng Vũ, Hoa hậu Hoàng Vũ mà đẹp nhất thế giới này cũng ở lại phía sau sách dép. Đó là người đẹp của Phật giáo đó, nét đẹp của người tu đó. Không có hơn thua với ai hết. Tại sao mà vậy được vậy? Tất cả những cái đó là chỉ có một chữ thôi, là thấy khổ. Thấy khổ. Tất cả những cái đức hạnh đó thành tựu là chỉ nhờ một chữ thôi, là thấy được ngũ uẩn này là khổ. Cuộc đời này là khổ. Thân tâm này là khổ. Tham sân si đó là khổ. Hơn thua đó là khổ. Cái đầu rắn độc. Đó quý vị thấy vi diệu không? Một chữ khổ thôi là giải quyết hết tất cả sự đau khổ trên thế gian này. Là một cái chữ khổ mà giải quyết tất cả khổ. Được diệu không? Bây giờ quý vị là con ví dụ quý vị thấy là mẹ quý vị đang nằm hấp hối gần chết. Có người là nói tôi có mối làm ăn là lớn chứ lắm. Đi với tôi đi, cái mối này lớn nhiều tiền lắm. Mình đi không? Mẹ mình đang nằm hấp hối gần chết, vậy là lấy hơi lên, vậy là gần chết nè. Mình đi không? Mấy người im đó là đi hả? Vì là tại vì khổ mà mình không có tham. Rồi ngay lúc đó có người nhắn cái tin chửi mình gì đó, mà nước mắt mình đầm đề gì mà ngồi mình cũng chẳng quan tâm gì, nhắn tin hơn tôi gì cũng chả cần trả lời gì, má tôi sắp chết rồi. Vậy là vì cái khổ đó mà mình không sân. Rồi xong cái mình đang ngồi cái, ngay cái chứng kiến đó, mẹ mình sắp sửa ra đi vậy. Có người đó chạy vô họ lấy cái món đồ gì ngay trước mặt mình vậy đó, đôi dép hay là cái gì, cái áo gì ngay mình nhìn thấy mình cũng chả cần. Không có ý nghĩa gì. Mình ngồi đó mình như chết lặng vậy đó. Mẹ mình sắp chết rồi còn gì nữa. Mấy cái này có cái gì quan trọng hơn đâu. Mình không muốn tham lam. Mình không muốn nóng giận. Mình không muốn sân si. Gượt đuổi tranh giành với bất cứ gì khổ quá trời quá đất. Ngồi đây mẹ mình sắp mất. Cha mình sắp mất rồi.
Đó là mình thấy khổ cái tự động tham sân si nó lắng dịu. Mình thấy khổ cái tự nhiên mình hiền thiện, cái mình không có muốn hung dữ với ai, chứ không muốn dữ dằn với ai, không muốn tranh giành với ai nữa. Có đàn bò, mỗi buổi sáng người ta lùa nó ra ăn cỏ. Nên nó đi á, là nó giành với nhau á, lấn với nhau, nó giành với nhau, nó hút với nhau. Là cho ăn cỏ thì cho mỗi một ngày như vậy là tách ra một số con đưa đến lò mổ. Và trong ngay cái lúc mà đưa lên lò mổ như vậy đó, nó cũng không biết. Nó tranh với nhau, nó giành đi trước rồi nó chen, nó lấn, thấy không? Rồi nó hút với nhau, nó giành rằng nó được đi trước à. Nhưng mà nó không biết rằng nó càng đi đến trước chừng nào thì nó càng vô lò mổ mau vậy, nó đi trước vậy đó. Thế sao nó có người cầm cái gậy lùa nó đi. Rồi nó đi đến lò sắt xanh, đến lò mổ, đến lò mần thịt. Mà nó không có biết. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Đàn bò đó là giống như chúng sanh. Mỗi ngày qua, mỗi tháng qua, mỗi năm qua là gần đến cái quyệt, cái mộ, cái nghĩa địa, nghĩa trang. Ngày tháng năm là nó lùa mình đi, đi đến chỗ chết, nhưng mà mình không biết. Ở đó mình lo giành giật cái chỗ, lo hơn thua, hút với nhau, lấn với nhau, chen với nhau, đặng được đi trước, đặng đặng chết sớm hơn. Cho nên đó, quý vị thấy ông chạy nè, hỏi đi chạy, chạy nhanh đi đâu vậy? Chạy đi đầu thai. Lấn với nhau nhanh đặng đi chết, nhắm mắt không biết đi đâu hết. Chúng ta thấy không? Đó, cái bức tranh toàn cảnh của thế giới này là sống ở trong dại khờ, sống ở trong vô tri không hiểu biết. Đức Phật gọi là sống trong vô minh. Tâm mờ tối, không thấy. Không thấy khổ, không thấy vô thường. Không thấy nhân quả, không thấy nghiệp báo. Không thấy mình đang bị bủa vây, bị hãm vây, bị bao vây. Mình đang bị phong tỏa, tham sân si nó phong tỏa mình, dục ái nó phong tỏa mình, vô minh nó phong tỏa mình, bản ngã nó đè đầu cởi cổ mình, hoàn toàn không thấy, không biết gì chứ. Sống ngu ngơ, sống như trẻ thơ, sống lơ ngơ, sống dại khờ, sống mộng mơ, sống ảo tưởng, rồi cuối cùng là chờ ngày qua đời. Đi đâu cũng không biết, từ đâu sanh ra cũng không hay, chết rồi đi đâu cũng không biết. Hãy còn một hơi thở là còn giành giật, còn một hơi thở là còn tranh đấu, còn một hơi thở là còn hơn thua, rồi để làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Có cuộc sống như vậy là thấp kém, là hạ liệt, là phàm phu. Còn cuộc sống của bậc hiền trí là cuộc sống cứ vươn lên, cứ tiến lên, cứ hướng thượng trong những đức hạnh hiền thiện, trong những đức hạnh từ bi hỷ xả, trong những đức hạnh khiêm cung, khiêm hạ, diệt ngã, làm những cái việc ý nghĩa, giá trị, lợi ích cho cuộc sống này. Đem cái tình thương, đem cái từ tâm, đem sự ngọt ngào cho cha mẹ, dâng lên cái lòng hiếu thảo cho ông bà, và trang trải cái tình thương, nghĩa tình cho vợ chồng, và lan tỏa cái từ tâm đến cho con cháu của mình. Sự có mặt của mình ở chỗ nào là tình thương xuất hiện ở chỗ đó. Ai tiếp xúc với mình là được lợi ích, được an lạc. Ai gặp gỡ mình là mình đem lại những cái cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa. Sống như vậy đẹp biết bao nhiêu, ý nghĩa, giá trị biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì chỉ có bậc hiền trí hiểu được chánh pháp, thực hành được chánh pháp thì mới làm được cái điều đó. Thì chúng ta nhớ hai chữ pháp danh của mình, hiền và trí. Chịu sống vậy không? Chịu không?
Con mời cụ, cụ của con là gần 80 rồi. Từ xa xôi cả ngàn cây số để vào cảm ơn chánh pháp và dạt vào những sự xúc động. Thì con mời thầy chia sẻ với chị Tăng Ni và chị Hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch lên thầy và kính thưa quý thầy và cái cô và đồng thời các cái Phật tử vào hôm nay. Hôm nay con rất là phải nói đây là một cái duyên, cái duyên lành. Tự nhiên là từ cái ngày mà chập hạ đây xin phép bạch thầy để con chia sẻ cho nó có tuần tự để cho thấy rõ là cái vấn đề hôm nay là có hiện diện ở đây là ngắn ngắn gọn nhưng mà nó có những cái dây chuyền nhất định của nó. Tức là xin phép bạch thầy và quý thầy đồng thời các Phật tử đã tập tu hôm nay, là thầy cũng tu năm nay cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng gần cũng nếu như mà ấy thì cũng là 20 năm rồi. Nhưng mà cứ lẩn quẩn thế là thì cũng nghe thầy giảng rất nhiều, nhưng mà tình cờ một cái nhân duyên rất là đặc biệt, thầy luôn tự học là chính, nhưng mà sau cái mùa hạ năm nay đó, đầu hạ tức là năm tháng 7 thì tình cờ rất rất là có tình cờ thì gặp được cái thầy giảng cái bài đầu tiên là về cái ngũ uẩn, thầy giảng và tự nhiên nó làm thấy bừng bừng sáng ra tất cả các thầy giảng, cũng có nhiều người thầy giảng lắm nhưng mà không rõ thầy giảng thì những bừng tự nhiên từ đó thì trước đó là thầy đã thấy là cái lý nhân duyên rồi, bây giờ cái lý nhân duyên của thầy rất là thâm sâu, nghĩa là đang đang đi trên đường lý nhân duyên. Tất cả đều do duyên ấy, hôm nay chúng ta ngồi đây là cũng là do duyên, gặp thầy cũng là nhân duyên. Thì thầy giảng cái bài ngũ uẩn đó thì cái thực tế ra trong đầu óc thầy thì giác ngộ thì có nhiều thầy cũng đã giác ngộ ấy. Này, nhưng mà giác ngộ cái gì? Thầy giảng rất là rõ. Tức là giác ngộ thấy được thực tướng của vạn vật. Phật là thấy sự thật, là cái thực tướng của vật. Mà đặc biệt bây giờ chúng ta là trên con người ta thì giác ngộ đó phải giác ngộ cái ngũ uẩn một Phật. Tự nhiên cũng bừng sáng. đâu giác ngộ không mới ngồi được cả mấy chục năm rồi không biết cái giác ngộ là cái gì mà cứ quanh quanh lăng quăng lăng quăng. Đúng, chỉ cần ngắn gọn giác ngộ phải thấy thực tướng của cái vận hành của vạn vật, đặc biệt là chúng ta đang đang tu tập thì phải biết phải giác ngộ cái ngũ uẩn là đúng đắn, tức là thì là thầy rất là sướng, thầy rất là sung sướng. Hôm nay là tự nhiên ngày đó ngày đấy thì cứ ăn rồi là cái ngày nào cũng là nhớ thầy Minh Thành mà nhớ cái linh quy pháp văn này đó, đó. Cho nên hôm nay là tự nhiên là không cho thầy bên ngoài đó cũng chưa phép cho đi, nhưng mà rồi mình cũng đi 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 đây là nói với thầy chủ trì ấy, là đi đây là để trả ơn thầy, để sáng đạo thêm ra thì rồi ông mới con nghĩ cho đang đi vừa bảo mà đi vô luôn á, đó đang cái ngày bảo đó. nhà ngày bảo. Rồi vô đây thì rõ ràng phải nói là cái tình hình là vì nó mới mẻ, nó ngỡ ngàng, nó khác với cái thiền viện của mình. Thầy đã ở thiền viện Tuệ Đức, tức là bên thiền hòa thượng Thích Thanh Từ đó. Nhưng vào đây thì nó rõ rất ngỡ ngàng nhưng mà thấy vẫn vui. Cái pháp của thầy cũng vui mà thấy đặc biệt là thấy Phật quý thầy đây, quý Phật tử đây thì thầy rất là quan nghĩ không có cái ấn tượng nào mà nó vừa là buồn rồi thì đúng theo cái chánh pháp ở đây. Thì hôm nay ngắn gọn như vậy để thấy rằng là các quý thầy về đây tu và các Phật tử về đây tu tập mà theo con biết là cũng ở mọi miền đất nước, có Hà Nội cũng có, rồi nói tóm lại là mọi miền đất nước thì ta làm rất là sung sướng. Như vậy là đây là cái nhân duyên đó. Mà về đây được tức là tôi cho đây là con cho đây là những thầy quý thầy đã có cái nhân duyên để tìm được cái chánh pháp, đặc biệt là Kinh Aya và các Phật tử ở đây tu tập đây tôi cho là rất hay, rất là có một duyên lành rất lớn gặp thầy trao đổi lại con thành hôm qua gặp thầy trò, nhưng bây giờ thì giữa thầy với con không thấy còn thấy xa lạ mà chúng ta thấy vui pháp. Thì cái này là
Thầy cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, gọi là chúc mừng. Trước hết là thầy đã hoàn thiện và đã truyền đạt lại cho những cái pháp mà đúng cái gốc của Phật dạy, và chúc mừng quý thầy và chúc mừng quý Phật tử ở đây đã lãnh hội được cái lời Phật dạy trong kinh Kanaya. Thì xin chúc mừng và chia sẻ ngắn gọn gì đó, chứ nói nhiều quá nên cũng dở. Đó cái nguồn gốc, tức là đây là đúng chánh pháp và nó đúng chánh pháp. Đúng pháp để chi ra sách tấn cho các Phật tử là thầy đã tu gần 30 năm, 20 năm rồi, nhưng bây giờ mới bừng ra là đúng là tinh hoa Kinaya, và chỉ biết rõ ngũ uẩn, và thêm vào đó là lý nhân duyên nữa và tánh không nữa, thì chắc chắn là người ta cũng thỉnh thầy là cũng biết được ra, thì thầy cũng đồng ý là nếu như chúng ta đào sâu đó thì chúng ta rất nhẹ nhàng, và đặc biệt chúng con đã là nhẹ nhàng trước. Xin một lần nữa xin lãnh lễ sư phụ. Con rất là vui. Bây giờ không còn cái gì mà gọi là nó ngăn cách, nó gần gũi và nó xuống. Thì đây là nói đến lại như vậy là thầy đã nếm được gì? Nếm được cái niềm vui của giáo pháp. Thì cái niềm vui đấy nó vượt lên trên mọi tầng cái số. Thì thầy đã nhờ thầy. Xin một lần nữa xin cảm tạ thầy và tất cả mọi người. Rất tiếc ở đây coi như trong nhà là thầy, con đi đâu con cha về đây mới thăm thầy. Cảm ơn thầy. Cho lần nữa thì qua những ngày mà cũng nó vui quá cho nên bạch bạch thì nó cũng có những cái mình không có tính trước sao, cho nên cái lòng cái chân thật nó là vô cùng quan trọng. Thì có những cái lỗi lầm gì, những sơ sót sót gì trong đi đứng, mà có thiếu sót gì trong cái lời nói, thì đây là cái nỗi mừng vui trong giáo pháp. Thì xin thưa bạch sư phụ cũng cho tha thứ, niềm tình quý thầy thì ở chung với thầy mấy ngày hôm nay thì có gì cũng tha thứ cho con, không? Và tất cả Phật tử thì có gì đó mà nó không có vừa ý thì xin lần nữa xin tha thứ cho thầy, không? Đó. Tâm thương này tỏ rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏ rộng khắp trời đất bao la, tâm thương này tỏ rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏ rộng khắp trời đất bao la. Tâm thương này tỏ rộng khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, trời đất bao la, cũng là cái ý chỉ của thầy, tức là xin tặng mấy câu thơ, tức là tất cả chúng mình gặp nhau, tức là xin nuôi dưỡng tình huynh đệ, bảo vệ môi trường xanh, vun cây đạo đức đừng cho héo, trục gốc tham sân chớ để tươi, như thầy chủ trì chúng ta đã thường nhắc nhở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Rồi con cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta có muốn tổng tâm hỷ không? Muốn tâm vui không? Giờ vừa đi kinh hành vừa đọc, thầy giáo thọ đọc. Chúng ta thương rồi bây giờ vui. Thương xong là có vui liền. Chúng ta đi hàng hai giống như mọi khi, và chúng ta ra bên vườn hoa, bên bãi cỏ. Chúng ta vừa đi, chúng ta vừa đọc hàng hai nha. Đọc tâm hỷ.
chúng ta đi hàng hai, hàng đôi.